chống mệt lắm. Không pha rồi. Ra xe đuổi cả pháo luôn. Thôi quan trọng rồi. Thôi quan trọng rồi. Cao cao đủ đấy, ngon đấy, ngon đâu, ngon 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 ngon. Vẫn vào pháo nữa, vào chưa, vào lên vào bình thường không vấn đề gì. Xe lên cây xe vào giữa kia không được, cứ vào đó cây thôi, lên theo xe thì. Lên theo xe thì. Lên theo xe thì.
Đuổi xe. Chiếu thì chưa giải quyết được. Chiếu bất mãn. Cái gì? Cửa. Bất mã thì mình rút bắt được quân hỏi nước một phát là có biến ngay. Xương đấy à? Giá chân bao nhiêu? Giá đấy mất xe, lại thì cho xe vào đấy. Thua. Chưa đánh đây không nhanh thua, ra pháo này, ra pháo là mình thua không đỡ được, ra pháo thua luôn, không có gì đỡ, ra pháo đánh thẳng tốt trong đây, còn có một chiếu cũng hết, thân sĩ có được không? Thân sĩ đánh chiếu không kịp ạ, đâu thì cũng đi, không biết chiếu được đâu.
Lại biết nên nó ra được mã không lên được, không lên được. Vẫn bị kêu tương thụt xuống thì tốt lại vào cung được. Nếu để xe thì tốt lại vào cung được. Vẫn chưa hết. Vẫn còn chưa hết. Vẫn còn chưa hết. Vẫn còn chưa hết. Đâu, xe ra đây nhỉ? Đâu, chứ đây không đỡ được. Xe đấy hết luôn.